Nokia. Nokia 5.3. Các cụ nói rồi, trời sinh ra Nokia thì chắc chắn phải để cho Quang review. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá nhanh mẫu Nokia 5.3 trong video này nhá. Mà thông báo trước, đây là một video do Phan Cuồng thể hiện. Ngay từ khi mình nhận được sản phẩm Nokia 5.3 này thì thật sự trong lòng mình luôn luôn háo hức để có thể làm những cái sản phẩm liên quan đến một cái hãng mà mình luôn luôn yêu thích. Và sản phẩm Nokia 5.3 cũng không ngoại lệ, khi mà cầm vào thì cảm giác sướng lắm. Ai cũng thế thôi, một fan chân chính thì bao giờ cũng như vậy. Và vỏ hộp đầu tiên thì mình đã nhìn thấy sự chỉnh chu trong vấn đề làm sản phẩm của Nokia. Sản phẩm Nokia 5.3 với cái thiết kế vỏ hộp nó vẫn tương tự như tất cả các sản phẩm khác, nhưng mà hình ảnh sản phẩm đã được tô bóng và đánh bóng lên khá nhiều, cộng với thêm một cái lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của Nokia, đó chính là 2 năm được nâng cấp Android. Có nghĩa là Nokia 5.3 này có thể lên đến Android 11, 12, thậm chí là có thể lên đến Android 13. Bỏ qua những cái phần phụ kiện hay vỏ hộp sang một bên, chúng ta sẽ đi ngay vào nhân vật chính. Nokia 5.3 thật sự đã gây ấn tượng với mình bởi mặt lưng. Mặt lưng mà mình đang cầm ở đây đó là một sản phẩm có màu xám than chì. Những cái điểm nổi bật nhất ở trên mặt lưng đó là những đường vân mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Enter có thể quay macro cận cảnh vào. Những cái vân này nó sẽ tạo ra một cái cảm giác mà theo mình nhận định nó trở nên là cao cấp hơn, nó sang trọng hơn. Và Nokia cũng giới thiệu rằng mặt lưng của chiếc Nokia 5.3 sở hữu vật liệu composite. Với vật liệu này thì sẽ giúp cho mẫu máy trở nên là bền hơn, chống trầy xước tốt hơn. Tuy nhiên thì chống trầy xước không có nghĩa là chống bám mồ hôi dấu vân tay, nên khi chúng ta sờ vào đây thì vẫn có mồ hôi dấu vân tay như bình thường. Cụm camera sau của Nokia cũng khá là ấn tượng khi mà có một cái thiết kế bo tròn với 4 cụm camera, ở giữa là một cái đèn LED. Cụm camera này mình nhớ đến một sản phẩm cao cấp đến từ Huawei. Hình như đó chính là mẫu Huawei Mate 30 Pro. Và một mẫu nữa hình như là đến từ Xiaomi. Mình tự nhiên lại quên mất tên rồi. Về mặt trước thì Nokia 5.3 sở hữu một màn hình giọt nước với kích thước màn hình lên đến là 6,55 inch. Màn hình này thì vẫn sử dụng tấm nền IPS, và với một tầm giá dưới 4 triệu thì chất lượng hiển thị của màn hình này chỉ đạt ở mức HD cộng mà thôi. Mình cũng đã chấm qua một vài những cái thước đo benchmark về màn hình này rồi. Một mẫu màn hình khá là sáng, lên đến hơn 400 nit, 436 nit, giúp cho việc có thể mang ra ngoài trời và sử dụng một cách bình thường, không sao cả. Nhưng cái độ chuẩn màu thì thật sự là chưa được ổn cho lắm. Nếu như xem video bình thường thì không sao, nhưng nếu như các bạn chụp ảnh hay chỉnh ảnh trên cái sản phẩm Nokia 5.3 thì nó sẽ có sai lệch màu khá là khác biệt. Chúng ta sẽ vẫn có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng ở bên phải. Và nút nguồn này sẽ có một cái đèn báo, khi mà chúng ta cắm điện vào thì đèn này sẽ báo sáng. Và ở bên trái sẽ là nút gọi lên Google Assistant. Với nút Google Assistant như này thì mình cảm thấy khá là hữu ích. Nokia 5.3 thì vẫn sử dụng hệ điều hành Android One từ trước đến nay, và với hệ điều hành này thì mình cảm thấy khá là ngon. Không chỉ vậy thì về bảo mật của Nokia 5.3 đã có một chút cải tiến hơn rất nhiều so với sản phẩm Nokia 8.1 của mình. Đó chính là Nokia 5.3 đã có nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó thì 8.1 của mình từ khi lên Android 10 nó cắt phén đi cái phần nhận diện khuôn mặt rồi. Và đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn so với mẫu 8.1 của mình. Nhận diện khuôn mặt của Nokia 5.3 thì mình cảm thấy cũng khá nhạy, khá là ăn. Rất tiếc nó chỉ là cái nhận diện khuôn mặt 2D bằng cách chụp ảnh thôi, chứ nó không thể nào giống như là iPhone hay giống như các sản phẩm cao cấp đến từ một số hãng khác được. Sử dụng con chip là Snapdragon 665. 665 là còn hơn cả con chip đã được trang bị trên mẫu Nokia 7.2 lần trước rồi, tại vì 7.2 mới dùng 660 mà. Thế nên hiệu năng của mẫu máy này chắc chắn sẽ vẫn là rất tốt. Cộng với dung lượng RAM là 3GB thì nói chung với một tầm giá dưới 4 triệu thì mẫu máy này như vậy theo mình nhận định là cũng ok lắm rồi. Còn về camera trên mẫu Nokia 5.3 này thì sao? Sau một thời gian trải nghiệm nhẹ nhanh thì mình cảm thấy camera sau của Nokia
chụp ảnh cũng khá là mượt, khá là ok. Tuy nhiên thì về màu sắc mình vẫn thấy nó vẫn có cái gì đó hơi nhợt nhạt. Tuy nhiên thì Nokia vẫn cho chúng ta một vài cái chế độ, ví dụ như là chế độ chụp ảnh sâu. Với chế độ này thì mình cảm thấy chất lượng ảnh đã được đẩy lên rất nhiều. Ngoài ra thì Nokia vẫn trang bị cho mẫu máy này có những cái ví dụ như là chụp ảnh góc rộng hay là chụp ảnh macro sao cho hợp xu thế của các mẫu điện thoại ngày nay. Không chỉ vậy, với việc chụp ảnh chân dung thì Nokia 5.3 vẫn được trang bị những cái tinh túy đến từ Nokia 7.2. Ví dụ là thay đổi bokeh đến từ Zai, các bạn có thể nhìn thấy có thể thay đổi là từ con bướm, hạt nước hay là những thứ linh tinh khác và làm mờ, nhìn rất ảo lòi nếu như chúng ta chụp ảnh mà có rất nhiều điểm sáng ở phía sau. Camera trước thì tuy chỉ có độ phân giải là 8 megapixel nhưng mà chất lượng mình cảm thấy cũng rất là ok. Thậm chí là mình đã chụp và hơi so sánh nhẹ với chiếc Redmi Note 9 thì dường như Nokia 5.3 theo những người em gái mình chụp thì bảo là con này còn chụp ngon hơn cả Redmi Note 9 cơ. Còn cuối cùng là về phần pin thì sở hữu viên pin cũng gọi là khá là khiêm tốn trong hiện đại hiện nay, chỉ là 4000 mAh và không có sạc nhanh. Nhưng mà với việc tối ưu pin thì theo mình thấy thì sau một ngày sử dụng vẫn rất là ok. Đó là những cái gì mà mình trải nghiệm nhanh được về mẫu Nokia 5.3 này. Một mẫu máy dưới 4 triệu đồng mà có một cái thiết kế đẹp, mặt lưng đẹp tuyệt vời luôn. Một camera sau nhìn sang trọng, một mặt trước với màn hình sáng, độ nét cũng ổn, hiệu năng thì cũng đạt vừa đủ cho chúng ta có thể đủ trải nghiệm. Và pin thì cũng đủ dùng trong một ngày đến một ngày rưỡi. Và đặc biệt là camera chụp ảnh cũng khá là ok. Và sản phẩm này thì được FPT Cinex phân phối chính thức, thế nên các bạn hoàn toàn có thể ra với tất cả các cửa hàng điện thoại, ví dụ như là 7S, ví dụ là Hoàng Hà, Thế Giới Di Động, các thứ vân vân và mây mây để có thể sở hữu được sản phẩm này. Còn video đến đây là hết rồi. Các bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm like, bấm subscribe cho Nam Anh Studio và bấm chuông để đón chờ các video mới nhất từ fan cuồng Nokia của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.